thức kéo dài tuổi thanh xuân là giấc mơ của hầu hết phái đẹp trên toàn thế giới. Thanh Bi cũng không phải là ngoại lệ. Là một cô nàng hot girl được giới trẻ mến mộ nên việc chăm sóc hình ảnh luôn được Thanh Bi chú trọng, đặc biệt là làn da và vóc dáng. Mình tên là Thanh Bi, hiện tại thì mình đang là diễn viên. Chính vì hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khiến cho mình phải thường xuyên make up và điều này khiến cho làn da của mình trở nên tối sạm, đôi khi xuất hiện những nốt mụn li ti trên mặt. Mình cảm thấy rất mất tự tin và đôi khi không muốn nhận vai diễn nữa. Chính vì điều này, mình đã có mặt tại thẩm mỹ quốc tế Bali để khắc phục những khuyết điểm trên làn da của mình. Do công việc thường xuyên phải make up và thời gian làm việc căng thẳng nên làn da của Thanh Bi xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa sớm. Thanh Bi đã được giới thiệu tới thẩm mỹ quốc tế Bali 601 Kim Mã để trải nghiệm dịch vụ căng da và trẻ hóa da thơm mát hiện đại nhất hiện nay. Tại đây, các chuyên viên của thẩm mỹ quốc tế Bali đã kiểm tra tình trạng da và tư vấn cho Thanh Bi về công nghệ trẻ hóa da thơm mát cũng như cách chăm sóc da đạt hiệu quả nhất. Ưu điểm vượt trội của công nghệ trẻ hóa da thơm mát chính là hiệu quả chỉ sau 1 giờ thực hiện, những nếp nhăn hoàn toàn biến mất và trả lại làn da căng tràn sức sống và có hiệu quả duy trì trong nhiều năm sau đó. Đây là công nghệ không xâm lấn, không phẫu thuật đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận và được hàng nghìn khách hàng khắp nơi trên thế giới đón nhận, ứng dụng thành công. Riêng tại thẩm mỹ quốc tế Bali, công nghệ thơm mát cũng đã được rất nhiều ca sĩ, diễn viên hàng đầu Việt Nam tin tưởng và lựa chọn. Thẩm mỹ quốc tế Bali sử dụng máy nhập khẩu chính hãng, có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giỏi chuyên môn và thường xuyên được đào tạo, nâng cao tay nghề để ứng dụng các công nghệ mới nhất. Với công nghệ trẻ hóa da thơm mát, các chuyên gia của thẩm mỹ quốc tế Bali ứng dụng điều trị da cho Thanh Bi theo quy trình chuẩn. Và thật ngạc nhiên, chỉ sau 1 giờ điều trị, làn da của Thanh Bi đã được cải thiện rõ rệt. Các nếp nhăn được làm đầy, da săn chắc, căng mịn, đường nét vùng điều trị thon gọn hơn. Kết quả này nằm ngoài sự mong đợi của Thanh Bi. Chỉ sau 1 giờ điều trị với công nghệ xóa nhăn thơm mát thì kết quả mang lại cho mình thật bất ngờ. Một làn da căng tràn sức sống và những nếp nhăn trên khóe miệng cùng khóe mắt đã hoàn toàn biến mất. Mình thực sự hài lòng về kết quả này. Chắc chắn Thanh Bi sẽ giới thiệu địa chỉ uy tín cũng như bí quyết này cho tất cả các bạn bè của mình được biết. Xin cảm ơn thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều. Công nghệ trẻ hóa da thơm mát không chỉ có hiệu quả ngay sau 1 giờ điều trị mà còn tiếp tục cải thiện vùng da lão hóa từ 2 đến 6 tháng tiếp theo và kéo dài nhiều năm sau đó. Do vậy, đây là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho phái đẹp để tận hưởng những phút giây hạnh phúc của tuổi thanh xuân. Hãy liên hệ tới thẩm mỹ quốc tế Bali, địa chỉ 601 Kim Mã để được tư vấn tốt nhất hoặc qua hotline 0945 368989, 01686 463 463 hoặc 043 724-6690, 043-724-6691 hoặc truy cập website thẩm mỹ quốc tế bali.com.